Xin được chúc mừng cho Á quân 2 Nguyễn Minh Kha. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì đây. Và đây là khuôn mặt Kha sau khi đã hoàn thành liệu trình ấn therapy chỉ 60 phút thôi mà đã cơ mặt được nâng lên hoàn toàn. Trước đây thì Kha đã biết tới BB Thân Mai qua nhiều liệu trình rồi, nhưng mà hôm nay chị Xuân Lan dẫn Kha tới đây để trải nghiệm liệu trình ấn therapy. Và đây là lần đầu tiên mà Kha làm liệu trình ấn therapy thì Kha khá là ngạc nhiên bởi vì nó không đau mà chỉ với 60 phút thôi cơ mặt của mình đã được nâng và ôm sát vào. Cảm giác như trẻ ra vài tuổi vậy á. Hy vọng là cái sự cải thiện này sẽ giúp cho các bạn nhận rõ ra nhất là sau trước và sau khi làm nó sẽ khác biệt như thế nào. Có BB Thanh Mai, gạt bỏ mọi lo lắng về làn da. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng ấn therapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.